Anh em cần mảnh gốc của tiếng kim này mà không bị truyền nhiệt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, mảnh tiếng kim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về mảnh cũng rất là ok. Bán cho một số quen thuộc của Toàn làm ăn nhiều năm qua, bảo